bắt về đi. Nấu với khóm, giá, cà cà, đậu ấp. Giờ mình mang cái này cả nhà. Mình xong rồi, giờ mình còn khóm nha cả nhà. Khóm mình sửa soạn xong rồi nha cả nhà. Giờ mình đi nấu rồi cả nhà. Đó, nồi nóng rồi, mình xí dầu vô. Cá vô.
Xong rồi chế nước vô. Lấy bột ngọt vô, không có nhà đường, muối, giờ mình để đậu bắp vô nha cả nhà. Rồi mình để khóm vô nha cả nhà. Để chua vô luôn cả nhà. Chín nha.
Chín này mình để giá vô nha cả nhà. Chua xong rồi nha cả nhà, để rau thơm vô nha, mình nhắc xuống nha cả nhà. Đó, tắt bếp nha.